Em Quân, chào toàn thể tất cả các anh em. Và trong video hôm nay thì em sẽ test nhanh chiếc nói bốt của 8 series 6 gửi tới anh Giang ở Đông Hưng, Thái Bình. Và cũng rất là nhanh, hàng thì vừa cập bến thì anh đã chốt sản phẩm bốt 1008 series 6. Và rất cảm ơn anh Giang đã ủng hộ bên kênh Thanh Bố Hùng. Dòng bốt 1008 series 6 này thì clip trước em cũng đã giới thiệu với anh em, chạy là 28 sò. Thang và công suất ra lo là 700W trên kênh. Đây là ruộng ga của sản phẩm. Và sản phẩm bên em thì về con này thì một con dây nhất thôi. Đây nè, đây là phi sâu của sản phẩm và số series nó là 6200 nha. 6200 điện là 230V đường vào đây. Đó. Hàng thì còn rất là đẹp nha. Con này thì clip trước em còn lại có giới thiệu về cục răng đó rồi. Bây giờ thì em xin phép test về sản phẩm trước khi là lên đường, vừa đóng hàng gửi lên đường cho anh Trần. Đánh rất là uy lực nha, rất là uy lực. Hết đi về không này, đấy, không oxy hết nha anh em, không oxy hết, rồi kênh một này, kênh 2 này. Kênh 1 này. Thank you.
trồng rất hồn hào nha anh em. Và hàng thì đẹp, độ đẹp nó thì phải gọi là như là 90% nha anh em. Hàng thì rất là đẹp luôn, mới tinh luôn. Rồi, bốt 1008C6 thì dòng này thì con này cũng đã có chủ để em gửi về anh Dân ở Thái Bình. Và tiếp theo thì em cũng sẽ có về thêm nữa cho anh em chơi. Thì giá của sản phẩm này thì bên em đang phân phối với giá là 18.200.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Anh em nào lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm này thì liên hệ với Quốc Hùng để đặt hàng nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và chào tất cả anh em ở video sau. Thì sản phẩm này thì hoạt động rất là ok rồi. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em video sau nha.